remember? Nó bé thì để check coi cái microphone nó có bự không. Let's see. Yeah, this one good right here. This one good right there. And one more place. In the power talk. Sonic gì? Giờ này là không phải giờ khiếu nại nickname nha các anh chị. Các anh chị có nick màu mà để làm mất nick thì ráng chịu nha. Thao thoát nó nói khi mà mình có nick mà mình làm nick á, mà mình làm mất cái nickname là lỗi tại mình first. Ok, mình phải đấm ngực mình nói lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi. Ok, let's see. Cái chỗ mà yeah, audio setup. Đúng rồi, nó hơi nhỏ, đúng rồi. Bây giờ bự chưa? Dạ, các anh chị nghe lớn rồi phải không? Hả? Nghe lớn rồi phải không? Nick đen hả? Nick đen thì không khiếu nại. Có thoát nó không có rảnh đâu. Nó đã cho mình nick đen free rồi, mình mất cái này, mình làm cái khác, mình mất cái khác, mình làm cái khác. Thì đâu có rảnh đâu. To nữa hả? Tại lên lúc nào cũng cũng nghe nhỏ chứ. Các anh chị khác nghe to không vậy? Chị khác nghe to không? Ok, let's start. We're too late now. Late for 34 minutes. Trễ rồi, các anh chị trễ dữ rồi đấy. Giờ mình làm tiếp bài tập nha, về adjective and adverb too. Tại vì cái adjective với adverb nó gần giống nhau, mình phải recognize which one is which, okay? Let's see. Yes. Cái bài đó đâu rồi? Right here. Ok, tiếp tục bài tập hôm qua nha các anh chị. Yeah, mình làm hơi chậm nữa. Nhưng mà chậm chắc, phải không? Chậm mà chắc. Không có chết, right? Ok, where is it? Where were we? I mean, where were we yesterday? How long have been? What more on earth? Này rồi. Ok, now this one. Until, yeah, this one right here. Yeah, this one nè. Câu này chưa làm phải không các anh chị? Câu này chưa làm. Your new sweet lover. Khoái ngọt hả? Thèm ngọt hả? Có chừng có bầu. Thèm ngọt có chừng có bầu. Ok, Michael. Con trai hả? Con trai có bầu giùm vợ. Các anh chị biết khi mà người chồng mà thương vợ quá đó, đến lúc mà người vợ có bầu, tới tới lúc mà bị đau bụng đẻ đó, người chồng đau bụng y chang như người vợ luôn á. Thành ra nhiều khi người ta nói đàn ông có bầu là vậy đó, đau bụng giống y chang như vợ đang đau bụng á, thiệt á. Ăn ngọt là con trai hả? Thiệt mất. Mr. Đảm chưa có vợ phải không? Chưa có vợ phải không? Mr. mà chưa có Mrs. là không được. Vậy mà đội gọi là Mr. Ok, now let's go. Michael had lived in Taiwan for 10 years. Yes, but he anymore still yet already doesn't understand Chinese. Michael thì nó sống ở Taiwan cho 10 năm rồi. Nhưng mà cậu ta không có hiểu tiếng tiếng Tàu.
Xem mình chọn chữ gì các anh chị? But he what? But he anymore doesn't understand Chinese. Hey, but he still doesn't understand Chinese. Hay là but he yet doesn't understand Chinese. Hay là but he already doesn't understand Chinese. Chọn chữ nào các anh chị? Hurry please. Các anh chị nghe tiếng mình nói không vậy? You still hear me? Nghe tiếng mình nói không? Rồi, điều này chắc bị gì rồi. Nghe hả? Why don't you say so? When I ask you a question, please answer me yes or no, okay? That's when you owe me an answer. Please. Okay, let's see. So câu này làm gì các anh chị? Chưa có ai trả lời hết trơn. Okay, now this one. Choose the best choice. Mấy cô chị nó sống ở Taiwan cho 10 năm rồi. Nhưng mà cậu ta không có hiểu tiếng Tàu nữa. Cậu ta vẫn không hiểu tiếng Tàu nữa. Vẫn không hiểu tiếng Tàu. Cậu ta chưa hiểu tiếng Tàu. Cậu ta chưa hiểu tiếng Tàu. And cậu ta không có hiểu tiếng Tàu rồi. Việc gì đó. Okay, now, câu thứ nhất, but he anymore doesn't understand. Có nghĩa là cậu ta không có hiểu tiếng Tàu nữa. Cái câu này nói như nó trái ngược, phải không các anh chị? Nó sai, phải không? Cậu ta đã sống nhiều năm ở Taiwan, mà cậu ta chưa có hiểu tiếng Tàu nữa là gì? Không hiểu gì hết. Doesn't make sense, right? Thank you. And anyway, câu thứ hai dường như là đúng. Nếu câu thứ hai đúng thì mình phải chứng minh câu thứ ba và câu thứ tư sai. Nhưng mà cậu ta chưa hiểu tiếng Tàu. Nhưng mà chữ yes đó có nghĩa cậu ta chưa có hiểu. Cậu ta không có hiểu tiếng Tàu. Chưa. Chữ yes đó thường thường nó đặt ở phía sau, phải không các anh chị? And chữ Z nó thường thường nó đi với cái thì mà present perfect, nó nghe hay hơn. Còn nếu mà để cái present tense thì không có bao ai mà để chữ Z nó như vậy hết trơn á. But he doesn't understand Chinese yet. Đã doesn't understand Chinese yet có nghĩa là phải để, thường thường phải để ở phía sau. Còn cái already nó còn sai nữa, cái nghĩa nó sai. Already là rồi, nửa yes nửa no. Nếu mà mình chọn cái already là nửa yes nửa no, thành ra cái câu đúng là still. Cậu ta vẫn chưa hiểu tiếng Tàu. So câu đúng là still. Okay. Okay, câu này nha. I have to leave now. Well, I hope we see each other again before sometime in few days, before many days, or before long. Tôi phải rồi bây giờ. Tôi phải đi bây giờ. Well, tôi hy vọng là chúng ta sẽ gặp lại, gặp nhau một lần nữa. Before sometime, in few days, before many days,
and before long. Which one is right? Mình không có được sửa chữ. Người ta viết sao thì mình phải nghĩ như vậy. Nếu mà người ta misspell thì câu đó sai. Ok. Nếu mà người ta misspell thì dĩ nhiên câu đó sai. Cứ nghĩ như vậy. Ok. Bởi vì người ta cho mình cái choice mà. Sometimes người ta gọi mình á. Người ta cho mình cái choice mà. If it's misspelled, so it is wrong. Chứ câu đó sẽ sai, phải không? Các anh chị chọn đi. Có nhiều cái câu mình không biết. Which one is best choice? It depends on your experience. Nhiều khi mình phải đọc nhiều, mình sẽ thấy cái câu đó người ta nói làm sao. The way people talk. How the way people talk. Before long. Okay. Cái câu này nghĩa là, well, tôi hy vọng sẽ, chúng ta sẽ gặp nhau trước một cái thời gian lâu. Có nghĩa là chúng ta sẽ gặp nhau trong một ngày gần đây. Cái before long là nghĩa như vậy đó. Đừng có quá lâu á. Okay. Đừng có quá lâu á. Nói chung chung á. Before long là hay nhất, không ai nói before many days. Nói vậy nghe nhà quê thì thôi á. Ok, before long là trước cái thời gian mà quá lâu. Nghĩa là chúng ta sẽ gặp nhau trong một ngày rất là gần. Ok, before many days hay là in few days hay là before sometimes. Nó đều đúng nghĩa hết trơn, cái nghĩa nó đều đúng nhưng mà không có ai nói như vậy. Ok, yeah. Nhà quê nói vậy, nhà quê thì thôi á. Ai nói before many days, trời ơi. Many days là have many days. Hả? Can you count? One day, two days, three days. Mình chỉ nói là before long là được rồi. Phải không? Đừng có hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau trong một ngày rất là gần. Ý có nói như vậy là before long. Đừng có lâu quá. Ok, so câu đúng sẽ là before long. Ok, next one. Hôm nay hình như các anh chị hơi bị ốm phải không? Ốm, bị yếu phải không? Bị hơi bị bệnh phải không? Các anh chị hình như hôm nay các anh chị bị bệnh phải không? Bị weak phải không? So weak, right? Bị bệnh rồi. Sao không ai làm bài được hết trơn? Ok, câu này nha. Câu này. In the pink hả? Khó hả? Khó đâu. Ok, câu này nha. Winnie married immediately, early, soon, fast. She graduated from college. Winnie thì nó đám cưới, nó làm đám cưới. Nó đám cưới á. Ngay lập tức. Sớm, soon là chẳng bao lâu, fast, nhanh, she ra trường đại học. Yeah, câu số 1 đúng, phải không? Yeah, đa số ngồi nghe không à, dở thì thôi đi á, nghe là phải thực hành nữa. Các chị nghe, các anh chị phải thực hành nữa chứ ngồi mà không nhúc nhích. Cũng giống như là khi mà mình đọc tiếng Anh đó các anh chị. Các anh chị đừng có đọc ở trong đầu. Các anh chị phải đọc lớn ra. Tại làm sao như vậy? Khi mà các anh chị đọc lớn ra có nghĩa là các anh chị đọc hai lần. Một lần là mình đọc có tiếng nói và một lần là nó gian vô cái đầu của mình. Có nghĩa là mình đọc được hai lần. Phải không nào? Nếu mà các anh chị đọc ngầm ngầm ở trong đầu là đọc có một lần thôi. Okay. Đọc có một lần thôi.
Thì tại sao mình không đọc lớn là được, để mình được hai lần đó, mình được hai lần. Nên ra cái gì nó cũng phải có cái action, ok? Nếu mà cái gì nằm trong đầu nó là linking mình phải action mới được, ok? Nhớ nha, đọc bài hay đọc cái gì phải đọc lớn rồi. Ok, câu số 1 đúng. Cái cô Winnie đó thì cổ làm đám cưới ngay lập tức sau khi mà cổ ngay lập tức sau khi mà cổ ra trường và cổ làm đám cưới liền. Anh chị thấy qua nói qua cái grammar chút xíu, mình học tới đâu mình ôm tới đó. Đúng ra là hai cái hành động, một cái xảy ra trước và một cái xảy ra sau. Thì cái xảy ra trước thường thường mình dùng cái perfect tense nó nghe hay hơn. Rồi cái xảy ra sau mình sẽ dùng cái past, đó không các anh chị? Past perfect, xảy ra trước rồi cái xảy ra sau thì mình sẽ dùng cái past. Nhưng mà hai cái hành động, mặc dù một cái xảy ra trước, một cái xảy ra sau, như trong cái trường hợp này, nó gần như là xảy ra cùng một lúc. Gần như là xảy ra cùng, thành ra ở đây họ dùng cái thì nó giống nhau, cả hai đều là past tense. Các anh chị hiểu điều này không? It had been, it had rained for hour when she came. Các anh chị thấy đây là hai cái hành động, một cái trước một cái sau. Cô ta tới rồi đó, khi mà cô ta tới cái chỗ đó thì trời nó đã mưa rồi, đúng không các anh chị? Hai hành động nó xảy ra cái trời mưa, nó đã mưa hàng giờ rồi. Thành ra rõ ràng cái hai hành động này nó có cái phải là gần như là một lúc. Trời nó đã bắt đầu mưa cả giờ rồi, nó đã mưa cả giờ rồi cô ta mới tới. Thành ra đây mình thì okay. Nó nghe hay. Còn nếu mà hai hành động nó gần như là xảy ra cùng một lúc, tại vì cái chữ immediately, okay, ngay ngay lập tức sau khi mà cô ta tới, thì hai cái thì mình dùng nó giống nhau. Còn hai cái hành động mà xảy ra một cái trước một cái sau rõ rệt đó, thì mình một cái thì mình dùng cái perfect và một cái mình dùng cái past, nó nghe hay hơn. Ok, nó có vẻ như có học hơn là khá như vậy. Ok, next one. This. Hy vọng lần này được. Yes. Mình đợi nha. Yes. Are the days getting colder? Yes, they are. Yes, it is. No, they don't. No, it isn't. Phải càng ngày càng lạnh hơn phải không? Càng ngày càng lạnh hơn phải không? Thì mình trả lời sao các anh chị? Thấy cái động từ to be số nhiều không? Snow star, the days and are. Cái yes no question thì câu hỏi mình dùng cái chữ nào thì mình sẽ lặp lại cái chữ đó cho câu trả lời are. Right? Are. The days là số nhiều, mình có thể thấy bằng chữ day được phải không? Thành ra the day thế cho chữ day là yes they are.
It is là không đúng. It là số ít. And they don't, cái trợ động từ là trợ động từ to be chứ không phải trợ động từ to do. Thành ra mình phải trả lời là nếu mà no đấy thì là no they aren't hay là no they are not, phải không? Thành ra câu số 3 sai, câu thứ tư cũng sai luôn. Số nhiều là they chứ không phải là it, right? So câu thứ nhất đúng, yes they are. Okay, next one. Các anh chị phải biết lọc ra những cái câu sai thì chỉ còn một câu đúng thôi. Ok, câu này nha. The first, second, the third rice went to Dora, Tina, Jenny equally, virtually, differently, or respectively. I mean to leave. Giải thứ nhất, giải thứ hai và giải thứ ba thì cho cô Dora, Tina and Jenny. Equally là bằng nhau. Virtually là một phần. Thấy không? Differently là khác nhau. And respect to leave là gì các anh chị? To leave là gì? Là gì? Yeah, câu số 4 đúng. Câu số 4 đúng. Equally là bằng nhau. Ba cái giải rõ rồi thì nó đâu có bằng nhau được. So respect to leave. Đúng. Nghĩa là gì các anh chị? Con chuột này. Cái dịch là tương ứng đó các anh chị. Không hẳn là tương tương ứng có nghĩa là cái Dora nó không không nói là tương ứng được. Mà tương ứng là gì? Lần lượt hả? Riêng biệt hả? Mà tương ứng là gì? Yeah, theo theo thứ tự á, theo thứ tự nó đúng hơn. Okay. Let me check here. Một chữ nó có nhiều nghĩa nha các anh chị. Ten individual or severally to is a number of person thing particular merit of candidate yeah tương ứng hay là belong to separate to is several people or thing are respectively ways home. Không biết dịch câu này hiểu mà không không biết dịch nghĩa là đáng như vậy đó, đáng như vậy đó, đáng như vậy đó nghĩa là đúng như vậy đó. Cái giải nhất trao cho cái cô Dora đúng như vậy á, Tina giải nhì, Jenny giải ba, tương ứng hả? Không biết, không biết nghĩa là thôi các anh chị hiểu đi, hiểu được rồi phải không, các anh chị hiểu phải không, còn không hiểu thì tìm sẽ tìm cách khác. Lần lượt và lần lượt á nó đúng như vậy đó, lần lượt và hiểu rồi. Okay, hiểu thì các anh chị tìm chữ tiếng Việt đi. Lần lượt, lần lượt giải nhất trao cho cô ok thôi để các anh chị tự suy nghĩ. Tiếng Mỹ hiểu là được rồi. Tại tiếng Mỹ đã try my best rồi. Okay. Không còn cái best nào hơn nữa. Ok, next one. Next one nha.
Ok, câu này. Câu này là câu nói rất là thông thường. Nếu mà các anh chị đọc sách nhiều, các anh chị sẽ biết câu này. Và lần lượt á, lần lượt là đúng như vậy á. Cái cô Dora đáng nhận giải nhất, cô Tina đáng nhận giải hai, giải hai gì? You better had not, not had better, and not better, had better not go out, let it should rain. I think I misspelled right there. Go out less. Phải không? Phải viết sai chỗ đó không? Less đây là to fear, so that should not or that nó là danger less the plan become now. Ok, cái câu này dịch sao ta? Ok, less ở đây có nghĩa là to fear that. Yeah, to fear that. Có nghĩa là bạn không có nên, bạn tốt hơn đừng có nên đi ra ngoài tại sợ rằng trời sẽ mưa. Ok? Yeah. Tại sợ rằng trời sẽ mưa. Và less ở đây không có phải misspell nha, để mình biết đánh đúng á. Less đây có nghĩa to fear that. Bạn không nên đi ra ngoài tại sợ rằng trời nó mưa. Ok, so mình chọn cái nào các anh chị? Chọn cái nào đúng? You had better not. That's right. You had better not. Đúng không? Tại vì cái better đó, cái better đó là cái better đó là trợ động từ, phải, I mean trạng từ phải không? Right? Yeah, you had better not. Các anh chị nhớ cái trạng từ mà nó đứng gần cái chữ gì thì nó vỗ nghĩa cho cái chữ đó, không có nên đi ra ngoài, thấy không? Nó vỗ nghĩa cái chỗ không có được, không có nên đi ra ngoài. Had better, actually cái had better này nó là cũng là trợ động từ đó các anh chị. Okay, not go out. Nếu mà đứng cái better đó nó đứng, nó là trợ động, I mean không phải trợ, sorry, nó bậy thì thôi, là trạng từ, okay, không phải trợ động từ. Học riết là tẩu quả luôn, nhớ cái này ra cái kia, trong đầu nghĩ cái này nhưng mà nói ra cái khác. Cái đó người ta kêu bằng có sometimes có một giờ nó hâm đó các anh chị, có một giây phút nó hâm trong ngày đó. Ok. Ok, next one nè. Susie. Và một cái giờ hâm đó. Arrived here a week ago and had better here ever since. Hay là before and since. Nghĩa là mình có hai câu trả lời. Hay là ago, before, hay là before, ago, ago and has been here ever. Giờ dịch nào. Cô Susie đó, cô tới đây một tuần trước và cô ta đã ở đây không dịch, tại dịch thì các anh chị biết câu trả lời. Okay. Các anh chị có bao giờ nghe cái chữ ever seen không? Ever seen không? Các anh chị mà trả lời trật là tại các anh chị chưa bao giờ nghe cái chữ này. Ever seen là nghĩa là gì?
Nghĩa là gì? Ever soon nghĩa là gì? Congratulations, child. No. Kể từ lúc đó. Kể từ lúc đó. Kể từ lúc đó. Dịch như vậy á. Okay. Thành ra bây giờ câu này dịch lại nè. Cô Susie cô tới đây một tuần trước rồi, và cô ta hiện giờ đang ở đây kể từ cái lúc đó. Nghĩa là cô tới đây một tuần trước rồi, cô vẫn còn ở đây kể từ lúc đó. And now, which one is the best choice? Ago since, hay là before since, hay là ago before, hay là before ago, hay là câu nào đúng các anh chị? Yeah, ago since, okay? Chứ không có nói before nha các anh chị. Before thì phải là before something, okay? Cái này đâu có nói before gì đâu. Chấm dứt ngay cái chỗ mà a week, right? A week ago có nghĩa là một tuần trước. Okay. Còn before thì phải before something, nghĩa là before nó còn những cái lòng thòng phía sau nữa. Okay. Thành ra câu số 1 đúng. And ever since là kể từ lúc đó. Ok, next one. Chứ nhiều khi mình phải đọc nhiều, mình phải nghe nhiều, mình mới nhận ra được câu nào nó đúng, do cái kinh nghiệm, okay? Chứ không cần qua cái grammar. Có nhiều người đâu biết grammar đâu, nhưng mà họ đọc nhiều, họ nói nhiều, thành ra họ biết. Cái đó là do kinh nghiệm. Kennedy did not get up until 9 that morning, and he arrived at the meeting too late, much late too much, hay là much too late, hay là too much late. Cậu Kennedy đó thì không có thức dậy cho đến 9 giờ sáng hôm đó, và cậu ta tới dự cái meeting á, tới dự cái buổi họp quá trễ, quá trễ, too much late. Too much late. Quá trễ, phải không? Đúng là much too late. That's right. Much too late. That's the way people talk. Okay? Much something. Much too late hay là much too early hay là much less gì đó, okay? Mình phải dùng cái much trước. Much cái nhiều, nhiều cái gì đó, nhiều cái sự quá trễ, hay là nhiều cái sự quá sớm, hay là nhiều cái sự đẹp, hay là nhiều cái sự biết, đại khái như vậy. Much too, okay. Đấy là cái cách mà người ta nói. Mình nói too much late dường như nó đúng, nhưng mà thật sự ra người ta nói như vậy. Ok, next one. Ok, câu này nha. Người nào cũng kéo cái customer của tôi đi ăn chỗ khác hết trơn á. Người nào ăn chỗ nào cũng vậy, ăn tiệm của em đi cô. Bên Việt Nam nói gì đó. Đó tiệm mì miền Việt Nam á, đi ra chợ Bến Thành á, nó kéo tay kéo chân tiệm mì á, biết không? Trời, muốn rách áo luôn á. Cô ăn chỗ nào cũng vậy, ăn chỗ em đi cô. Ăn chỗ nào cũng vậy thôi, ăn chỗ em đi cô. Bên này kéo qua bên kia kéo lại, trời ơi. Mắc cười thì thôi. Giận cũng không được mà giận cũng không được mà mắc cười cũng cười không được nữa. Cười thôi. Thôi đi mà, học chỗ nào cũng vậy, học chỗ cái room của em đi.
Dạ có 10.000 tô à, ăn đi cứu. Khổ thì thôi á. The new medicine rescued David from the illness. Otherwise, whatever, if therefore, it might have been desperated, have been desperate. I think I misspelled right there, phải không? Có chữ 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 à, đi nữa phải không? Câu này dịch sao các anh chị? Yeah, I think I misspelled. Have been. Câu này dịch sao các anh chị? Để mình nói chơi thôi. Các anh chị trong Power Talk này có nhiều room chia sẻ anh Văn rất là hay. Okay. Thí dụ mà mình thấy mình yếu cái chỗ nào đó thì các anh chị học cái room đó. Okay. Còn nếu mà mình cái gì mình cũng yếu hết trơn á, okay. Thì mình học chẳng hạn. Mình học chẳng hạn. Okay. Yeah, yếu tùm lum hết trơn đó thì mình học chẳng hạn. Cái nghĩa là một chân mình đứng room này, một chân mình đứng room kia. Okay. Nghe xong này rồi nhảy qua cái kia nghe liền. Không không cần chạy. Mình đứng chẳng hạn mình học. Mà nói thiệt hả? Room trong Power Talk nó gần. Okay. Nó gần nhau thành ra không có sợ tét. Không sợ tét. Okay. Và học như vậy sẽ bị tẩu hỏa. Nói trước cho biết cái nha. Tham quá đó rốt cuộc không biết cái gì hết trơn. Tham quá rốt cuộc không biết gì hết trơn. Thế. Anh đó các anh chị thấy mình yếu cái nào cần cho mình đó thì mình nên học cái room đó. Thế còn thầy cô ai cũng giỏi hết trơn. Ai cũng giỏi và ai cũng gan dạ can đảm hết trơn đó. Trước khi người ta lên lớp người ta hô class là người ta đã uống mật gấu hết trơn rồi. Thành ra thầy cô là the same với nhau hết trơn á. It's good is. Ok nào, next one nào. Câu này dịch sao các anh chị? Tiếng Mỹ thì không may, ai học luôn nào, tiếng Mỹ không có may. Miễn sao mỗi ngày cứ mình cứ thí mạng cùi 3 tiếng hồ. Thí mạng cùi hết 3 tiếng cũng giống như là mình đi làm vậy biết không? Có nhiều người đi làm biết không, nói cho nghe, có nhiều người đi làm cái sao bị xếp đì biết không, bị xếp đì cái sao quạo quọ đồ này kia. Tại sao các anh chị không nghĩ như vậy? Kệ đi, đì tôi đi, cứ đì tôi đi, nó kêu mình đánh đâu mình cứ đánh đó. Ok, miễn sao mình làm hết 3 tiếng thì thôi, thì các anh chị sẽ thấy công việc nó nhẹ hơn, đồng ý không nào? Thấy công việc nó nhẹ hơn, gặp xui gặp gặp bà sếp cứ tối ngày rình rình, bà say xỉn mình hay là bà bắt mình làm nhiều quá, làm thì cứ làm thôi không sao hết, miễn làm xong 3 tiếng được rồi, 8 tiếng hồ đi về có tiền là được rồi, phải không các anh chị? Chứ các anh chị thắc mắc làm chi, phải không? Right, được bao nhiêu tiền hả, đâu biết đâu, tùy theo nó trả lương mình bao nhiêu, phải không? Loại thuốc mới đã giúp David khỏi bệnh, khỏi cái căn bệnh đó. Căn bệnh đó thì desperated, có chữ đi nha các anh chị. Để coi coi. Oh yes, desperate là agitated rồi, không có cần chữ đi. Ok, cái chữ ít ở đây thế cho cái chữ gì các anh chị? Hả? Cái chữ ít ở đây thế cho chữ gì? Yeah, his illness. Okay, his illness. Cái thuốc loại thuốc mới đó, brand dịch đúng đó. Loại thuốc mới đó thì đã giúp cho David khỏi cái căn bệnh đó. Nếu không thì cái căn bệnh đó sẽ trở nên rất là
rất là nguy hiểm đó. Desperate, desperate có nghĩa là dangerous đó. Nó trở nên trầm trọng, nó extremely bad. Okay. Trở nên trầm trọng, trở nên thì mình dùng cái chữ nào đúng các anh chị? Otherwise. Otherwise nghĩa là nếu không đó. Okay, mình dịch là nếu không đó. Nếu không thì cái căn bệnh nó sẽ trở nên rất là nguy hiểm, rất là trầm trọng. Nếu không, whatever là cái gì cũng được. Whatever you say, I don't care. Whatever you talk bad about me, I don't care. Nghĩa là bất cứ cái gì đó. Okay. Còn if là nếu, therefore là gì vậy. Thành ra cái otherwise là đúng nhất. Nếu không, okay, nếu không thì nếu không thì số câu số 1 đúng. Okay, next one. Câu này nha. Hầu hết những cái câu này là những cái câu mà mình đọc sách nhiều, mình biết hay là nghe nhiều. Okay, do kinh nghiệm của mình thôi. Đâu có unless đâu. Okay, now next one. For most the part, mostly part, for the most part, hay là part for the most. Emily's mother is a charming woman. Woman. For most the past, thì các anh chị nếu mà theo cái giới từ, I mean theo cái tính từ thứ tự, ordering, adjective order, adjective in order có nghĩa là vị trí của tính từ theo thứ tự, phải không các anh chị? Thì cái chữ the nó phải đứng trước cái chữ most, phải không? Tại cái chữ the nó là determiner, phải không? Tính từ chỉ xác định, phải không? Sau cái chữ and part, part là danh từ. Thành ra hai cái ở phía trước the most đó là tính từ, right? Thành ra chữ the phải đứng trước chữ most, right? Đúng không? Thành ra câu thứ nhất sai. Câu thứ hai sai. Mostly part là sai. Đúng không các anh chị? Tại vì mostly part là gì? Mostly là gì? Đúng không? Câu thứ hai sai luôn. Nếu mà mình nói câu số 2 là trạng từ thì trạng từ không có thể bổ nghĩa cho cái danh từ được, là part là danh từ. Ok. Thành ra gần câu thứ ba đúng, câu thứ tư là sai. Cái part là danh từ phải để phía sau. Okay. So for the most part, Emily's mother is a charming woman. Câu số 3 đúng. Câu này nha. This plan is shut. Such to very so big dịch là gì hả? Hầu hết những cái điều mà mẹ của Emily làm đó thì chứng minh là cô ta là một cái người đàn bà rất là charming là gì các anh chị? Rất là đáng yêu, quyến rũ và quyến rũ. Rồi câu này nha.
chị làm câu này nha. Cái này mà sau rồi có cái chặng từ ở phía già quá đến nỗi, ok, quá đến nỗi mà quá đến nỗi loại cây cây nhỏ thôi, cây trồng thì nó bự đến nỗi, nó bự đến nỗi mà mình nên đem nó ra ngoài, mình nên mình thật sự nên đem nó ra ngoài. Cái cành cây vẫn làm sai. Okay, so that, right? Okay, now next one. So cái câu đúng sẽ là so, câu thứ tư. And so ở đây là chẳng từ nhé các anh chị. So đây sẽ là chẳng từ. Tại sao vậy? Tại nó bổ nghĩa cho cái tính từ ở phía sau là việc. Ok, chẳng từ cũng bổ nghĩa cho tính từ. Chẳng từ bổ nghĩa cho động từ, chẳng từ bổ nghĩa cho tính từ, hoặc là chẳng từ bổ nghĩa cho một cái chẳng từ khác ở trong câu. Like American coffee. And neither don't I, hay là neither do I, hay là I don't too. Hầu hết sinh viên ngoại quốc á, thì không có thích cà phê của Mỹ. Bây giờ cà phê Starbucks á, ngon cũng ngon, các anh chị, nó gần giống như cà phê Việt Nam của mình á. Starbucks á, nó gần giống như cà phê Việt Nam của mình. Nó ngọt nhiều hơn là nó béo, nhưng mà nó gần giống. Bây giờ người ta uống rất là nhiều. Starbucks. Hồi xưa thì không có cà phê này, cà phê Mỹ dở thiệt á, lạc nhất. Lạc nhất hả? Nhưng mà cà phê Starbucks bây giờ đó là good. Okay, now. Hầu hết sinh viên ngoại quốc đó thì không thích cà phê Mỹ. Tôi cũng vậy. Thì các anh chị chọn câu nào? Yeah, neither. Khi mà nói chữ neither thì mình không còn dùng cái negative nữa. Neither có nghĩa là cũng không. Anh chị nhớ điều này nha. Cũng không. Và nó phải đảo ngược lại cái trợ động từ. Neither do I. Okay. Cũng không. Tôi cũng không. Cũng không thích cái chuyện đó. So câu đúng sẽ là câu số 3, thấy không? Câu số 3. Cái chỉ thường thường, thí dụ mình để dấu chấm sau cùng đó, the comma, I mean the period. Mình để trong dấu ngoặc hay là mình để ngoài dấu ngoặc? Theo các anh chị hiện nghĩ. Ngoài dấu ngoặc. Yeah, để ở ngoài. Phải không? Ví dụ mình bỏ cái dấu ngoặc ra. Phải không các anh chị? Để ở ngoài. Mình sẽ học về cái punctuation, là cái bài cuối cùng. Sau khi mình học hết các từ, rồi học qua câu, rồi học qua mệnh đề đồ này kia, mình sẽ học cái cách bỏ dấu. Ok. Ok, next one. Yeah.
Câu này nha, câu này. Ventuation. Next one. Doctoral students. YCM gì đó. Nguyễn Khoa có câu hỏi thì cứ đánh câu hỏi ra nha. Nhưng mà dùng cái câu hỏi đặt câu hỏi trong cái gì Tiểu đang nói, ok. Otherwise mình dùng if no. Nếu không, không được, không dùng cái đó, không có ai nói if no hết trơn đó. Thường thường ta nói if là if so chứ đừng có nói if no. Ok, if so. Ví dụ như như mình nói là thường thường ta nói if so, không có ai nói if no, if so. Mặc dù cái câu trước phủ định hay xác định không cần biết, nhưng mà if so. Yeah, chứ không phải nói if no. Ok, câu này nha. Những sinh viên doctoral student là gì các anh chị? Học về y khoa đó. Ok. Học về y khoa đó. Đang học nha, còn học nha. Và học về cao học đó, học cao học đó, chứ không phải y khoa. Thường thường những cái bác sĩ, tiến sĩ gọi chung hết là doctor. Ok. Những cái sinh viên cao học nó dạy dịch cao học nó đúng hơn. Who are preparing to take their qualifying examination? Have been studying in the library every night before the last 3 months, hay là for the last 3 months, hay là ago the last 3 men has seen the last 3 months. Chọn chữ gì các anh chị? Những cái sinh viên cao học đó thì đang sửa soạn để thi qualifying examination là gì các anh chị? Mình gọi là cái bài thi mà sau cùng để lấy cái bằng cấp á, gọi là gì? Tự nhiên quên, gọi là cái gì nè? No, không phải thi tốt nghiệp. Yeah, nó có cái chữ tự nhiên quên rồi. Thí dụ như là các anh chị học ở đại học nha, hay là học cao học cũng vậy nữa, trước khi ra trường các anh chị phải viết một cái bài về một cái đề tài nào đó và luận văn tốt nghiệp đó. Đúng rồi đó, một bài luận văn tốt nghiệp. Ok. Một bài luận văn tốt nghiệp, right? Nghĩa là bắt buộc mình phải viết một cái đề tài nào đó có ích nha, có ích cho cái ngành mà mình ra trường. Cái gì vậy? Ok, nào câu này trở lại nha. Các anh chị chọn chữ nào nè? Chữ before, chữ for hay là chữ go, ago hay là since? Yeah, chữ for. Họ họ đang học ở trong thư viện mỗi một đêm cho 3 tháng vừa qua. Right? Không có thể nói trước 3 tháng vừa qua được. Phải không? Không có thể trước được mà phải nói là hiện bây giờ, phải không? Help them studying. And ago là 3 tháng vừa qua trước. Không ai nói là ago the last 3 months hết trơn á, phải không? Còn since á là mình phải nói exactly the point of time. Okay? Since July. Since 3 hours, nghĩa là mình phải nói cái chốt của cái thời gian, cái mốc cái thời gian, right? Since cái gì đó, since 1979, since July, hay là since 3 o'clock, nghĩa là mình phải nói chính xác cái thời điểm. Okay, còn for là một cái khoảng thời gian, là period of time, còn since là point of time. Okay, next one. So câu đúng sẽ là chữ for. Next one. Christina
is going skiing tomorrow. So does Edmund. So David is, so am I, or so I am. So am I. Anh chị nhớ chữ so and chữ to là cũng. Nếu mà chữ so đó thì mình phải đảo ngược cái động từ. So am I, phải không? Còn chữ to đó thì mình không cần đảo ngược, nhưng mà mình để nó phía sau. I am to. Okay. So does không đúng. Tại vì cái gì? Tại vì mình đang nói về cái continuous, phải không? Mình đang nói về cái continuous, nghĩa là động từ to be, right? Thành ra mình phải lặp lại cái thì continuous, right? Yeah, thành ra mình sẽ nói là so. So is David. Hay là so is Edmund. Phải không? Mà đây mình không có cái so is David or so is Edmund. Thành ra câu thứ nhất, câu thứ hai sai. Câu thứ tư cũng sai luôn, tại vì mình không có đảo ngược. Ok. So I am, so am I. Hay là I am too. Ok. Anh chị hiểu rồi chứ gì? Mặc dầu cái động từ chánh nó không phải là động từ to be, nhưng mà nếu mà mình đã dùng cái trợ động từ thì mình sẽ trả lời với cái trợ động từ. Is he going to swim? Động từ chính là động từ to swim, phải không các anh chị? Thành ra khi mình trả lời thì mình phải trả lời bằng cái trợ động từ, chứ mình không có trả lời bằng cái động từ chính. Nếu có trợ động từ trong câu thì các anh chị phải trả lời bằng cái trợ động từ. Yes, he is. Có nghĩa là yes, he is going to swim. Nhưng mà trong cái câu tiếng Anh đó, mình không cần lặp lại. Khi mà mình đặt câu hỏi, mình gọi là yes no question, thì mình sẽ trả lời bằng short answer. We use short answer to answer the yes no question. Anh chị hiểu không? Trong cái câu mà yes no question, loại câu hỏi yes no question, thì mình chỉ cần trả lời ngắn gọn thôi, gọi là short answer. Yes, he is. Chứ mình không có nói là yes, he is going to swim. Nó dài dòng không cần. Mình không cần lặp lại. Thành ra cái câu Christina is going skiing tomorrow. So skiing nó là động từ chánh, cũng giống như là động từ to swim ở dưới vậy đó. Nhưng mà khi mình trả lời ngắn gọn thì mình chỉ cần trả lời so I am. Có nghĩa là so I am going skiing tomorrow. Mà không cần lặp lại là going to going skiing tomorrow, không cần lặp lại. Okay. Rồi các anh chị hiểu tại sao so I am rồi chứ gì phải không? So am I chứ? So am I là cách trả lời ngược với dùng chữ so. Rồi next one. So câu đúng sẽ là so am I. Ok câu này nha. I slipped on the stairs. I think my leg is broken. Oh, I hope so. Do not hope. Oh, I do not hope. I hope not. I do not hope so. Câu nào đúng các anh chị? Tôi bị trượt té ở cầu thang. Tôi nghĩ là cái chân của tôi thì bị gãy rồi. Oh, tôi hy vọng là không phải như vậy.
it, I hope not so. Một lần nữa, cái chữ so đó không có được để ở phía sau. Anh chị nhớ không? Không được để ở phía sau. Chữ so thường thường để ở phía trước. Chữ to mới để ở phía sau. Right? I hope to. Okay. Chữ to mới để ở phía sau, còn chữ so phải để ở phía trước. So do I. Thấy không? Tại vì cái động từ hope thì mình sẽ dùng cái trở động từ là do, mình không cần lặp lại cái chữ hope. Mình không cần nói so hope I, không ai nói như vậy. So do I. Okay. Thành ra câu thứ nhất sai. Tại chữ so để phía sau. I do not hope. Tôi không hy vọng. Tôi không hy vọng. Phải không? I do not hope. Do not hope cái gì? Không ai nói I do not hope. Do not hope nó cũng chưa có hẳn. Nó cũng chưa có. Cái câu thứ hai với câu thứ ba nó make sense. Câu thứ tư thì sai hẳn luôn. Right? Khi mà người ta nói do not hope. Do not hope là gì các anh chị? Rồi có chữ so phía sau nữa là sai phải không? Không ai dùng chữ so phía sau là câu thứ hai. I mean câu thứ nhất, câu thứ tư sai. Bây giờ chỉ còn câu thứ hai với câu thứ ba. Không ai nói I do not hope mà người ta nói I hope not. I do not hope she coming. Tôi không hy vọng cô ta tới, tôi ghét cô ta thì thôi. Cái chữ not đó các anh chị, nó là loại chữ gì? Là trợ, là trạng từ phải không? Cứ nói lộn cái trạng từ với cái trợ động từ hoài. Chữ not đây là trạng từ, phải không các anh chị? Và nó đứng sau cái động từ, phải không? Yeah, nó là trạng từ. So nó đứng sau cái động từ để nó nhấn mạnh cái động từ đó. Okay. Để nó nhấn mạnh cái động từ đó. Tôi hy vọng là không. Right? Nhấn mạnh cái sự hy vọng của mình không có xảy ra. Cái sự hy vọng của mình, cái điều đó không có xảy ra. Yeah, hope dĩ nhiên là động từ rồi, phải không? Còn chữ not là trạng từ, nó thường thường trạng từ nó đứng trước hoặc là đứng sau. Trạng từ với tỉnh từ đó. Nhưng mà nếu mà để phía sau để nhấn mạnh. She sing well. I think so. Cái điều này. I think so. Cái chữ so ở đây á, nó không phải cái lỗi mà để chữ so ở đây là gì? Cũng là trạng từ luôn. Phải không các anh chị? Để tí mình lật từ điển coi, make sure. Yeah, so đây là trạng từ luôn. Thành ra cái trường hợp người ta nói I think so cũng giống như là I hope not, để nó nhấn mạnh. Hoàng gia hiểu không? Chữ so đây để nó nhấn mạnh cái tin. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi nghĩ cũng như vậy. Còn cái so mà so do I. Nếu mà mình không muốn lặp lại cái động từ đó thì mình dùng cái trợ động từ và mình để chữ so phía trước, thì mình phải đảo ngược lại cái chủ từ với cái trợ động từ hay là cái động từ. Nếu để chữ so phía trước thì phải đảo ngược, còn để chữ so phía sau thì không cần đảo ngược. Ai mới vừa nói đó? Hoàng gia hiểu không?
Nếu mà mình dùng look at this one. I think he's coming. Right. Có hai cách nói, một cái là chữ so phía trước thì phải đảo ngược, còn một cái chữ sau, so phía sau thì mình không cần đảo ngược giống như câu này. Yes, I think. Nếu mình lặp lại đó, hay là yes, không, cách nữa là so do I. Có hai cách trả lời yes I think so. Còn nếu mà chữ so phía trước thì phải đảo ngược cái động từ. Let me see who texting me. Không phải chữ so lúc nào nó cũng đứng sau, đứng sau thì không có cần đảo ngược, còn đứng trước thì phải đảo ngược cái trợ động từ. Khi nào cô đi dạy? Tối ngoài cứ làm chuyện công quả hoài, chán thì thôi. Yeah, chữ so nó đứng sau là nó là trạng từ, nó nhấn mạnh chứ không phải nó bổ nghĩa. Nhấn mạnh. Ok. Hay là I hope not. Chữ not là trạng từ để nó nhấn mạnh cái động từ ở phía trước. Ok. Nghĩa là có hai cách nói, nãy Tiểu My nói lộn là so không có đứng sau, không phải. So đứng sau thì mình không cần đảo ngược cái động từ, còn so đứng trước thì mình phải đảo ngược cái động từ. So I think so cũng đúng, hay là so do I cũng đúng. Không có ai nói là so think I. Ok. I hope so đúng. I hope so đúng. Nhưng mà mình không được nói là so hope I, mà mình nói là so do I. Anh chị hiểu rồi phải không? So do I, mình thế cái động từ bằng cái trợ động từ do. Rồi, cảm ơn các anh chị. Ok, so câu số 3 đúng. Oh, I hope so. Ok, câu này nha. Ok, làm cái either hay là so to một lần nữa cho mình quen luôn, ok. It's 9:41. Someone just wake up. Okay, I haven't turned in papers yet. So has Kitty. Neither has Kitty. Neither have Kitty. Or neither Kitty has. Tôi chưa có nộp bài. Turn in paper, yes, có nghĩa là nộp một bài dở hay là nộp cái gì đó. Okay, turn in là nộp. Yeah, neither nghĩa là cũng không, phải không? Khi mà chữ neither ở phía trước thì mình sẽ đảo ngược cái động từ, cái trợ động từ với cái chủ từ, phải không? Thành ra câu thứ nhất đúng. So ở đây là so ở đây là affirmative chứ không phải là negative. Thành ra ở phía trước là negative thì ở phía sau mình cũng phải dùng negative, là neither là cũng không. Còn so là cũng vậy, là cũng có. Ok, thành ra cái câu thứ nhất sai. Câu thứ ba sai là tại vì Kitty là the third singular person, nhân vật thứ ba số ít, thì động từ nó phải là has chứ không phải là have, right? Thành ra câu thứ ba sai. Còn câu thứ tư sai luôn, tại nó không có đảo lộn cái trợ động từ và cái chủ từ. Đấy, thành ra câu số 2 đúng. Ok, next one. Câu này nha, câu này hơi khó, các anh chị hơi phải suy nghĩ chút xíu nha. Holly, no sooner, directly, the moment that we got into the building, then it began to rain. I think I misspelled. Then chứ không phải là done.
Then chứ. Đàn, đàn, tại con nó có cái no sooner. Câu số 4, câu số 2. Câu này dịch sao các anh chị phải hiểu trước mình mới dùng đúng được. Các anh chị dịch câu này sao nào? Holly là không có. Holly had we got into the building then. Thường thường cái đây là một cái cách nói rất là đặc biệt, rất là hay. Khi mà mình dùng cái trạng từ đặt ở phía trước, thường thường mình đảo lộn cái trợ động từ đó các anh chị. Had we, thay vì mình nói là we had got. Ok, nếu mà mình dùng cái trạng từ đứng ở phía trước đầu câu đó, thường thường mình đảo lộn. Đây là cái cách nói rất là hay. Ok, chúng tôi chạy thẳng ngay vào cái tòa nhà sớm hơn nó. No sooner done. Có nghĩa là no sooner done nghĩa là gì các anh chị? Sooner là chốc, ngay. Sooner là một chút nữa, hay là gần như là gần đó. Chọn cái. Chúng tôi chạy thẳng ngay vào cái tòa nhà sớm hơn nó bắt đầu mưa. Có nghĩa là ngay trước lúc mà trời mưa đó, không có trễ hơn trời mưa đó. Có nghĩa là trước mình chạy vô cái tòa nhà trước khi trời mưa tới. Câu này mình phải hiểu như vậy đó. Không phải, không có phải lần sau. No sooner done nghĩa là không có lâu hơn. Nghĩa là không có lâu hơn. Nghĩa là mình chạy thẳng vô cái tòa nhà sau, trước ngay ngay vừa kịp lúc trời nó mưa, trời nó mưa. Các anh chị thấy cách dùng là các anh chị sẽ thấy rất là hay. Các anh chị coi nha, coi câu này nè. No sooner. Khi mà các anh chị coi cái điểm văn phạm grammar thì các anh chị thấy cái nào nó đúng liền. Had we got into the building, I'm sorry, I misspelled. Into the building, then it began to rain. Hay là raining cũng được. Các chị thấy họ dùng cái thì past perfect và cái past tense thì cái nó có hai cái sự việc xảy ra phải không? Vậy cái nào xảy ra trước? Anh chị nghĩ cái nào xảy ra trước? Chạy vô building hay là trời mưa? Chạy vô building, cái hành động đó nó xảy ra trước phải không? Cái nào xảy ra trước thì mình dùng cái past, cái perfect, thấy không? Còn cái nào xảy ra sau thì mình dùng cái past tense, nếu mà hai sự việc nó đã xảy ra rồi. Right? Thành ra các anh chị thấy cái sự việc mà mình chạy vô building nó sẽ xảy ra trước khi trời mưa, thì mình hiểu cái nghĩa no sooner than liền. Sooner là không có sớm hơn, nghĩa là ý nói gì đó. Nghĩa là mình chạy vô building vừa đúng lúc, vừa chạy vô xong là trời nó mưa. Ok, ngay khi trời mưa. Dịch như vậy đi. Thì đây có chữ done, thì nên mình dùng cái thì comparative, thì so sánh, phải không? Còn thành ra có chữ done mà dùng chữ holy là sai rồi. Holy là không có. Right?
Còn directly là ngay cái lúc, the moment là cũng là ngay cái lúc. Thường thường cái holy đó thì nó phải đi theo cái when. Holy had something, holy had we got into the building when it began to rain. Các anh chị hiểu không? Dùng chữ holy đó thì phải phía sau nó là chữ when. Ví dụ mình nói holy had we got into the building when it began to rain thì được. Chúng tôi không có chạy vô building khi mà trời bắt đầu mưa thì được. Đó là mình dùng chữ holy trong cái câu này. Còn the moment cũng được. Mình dùng chữ the moment had we got into the building it began to rain. Không có chữ đan thì được. Anh chị hiểu chỗ này chứ gì? The moment had we got into the building, then, I mean, the building, it began to rain. Thì được. Right? Không có chữ đan. Okay? Directly cũng vậy luôn. Directly when had we got into the building, it began to rain. Ngay cái lúc mà khi mà chúng tôi chạy vô building thì trời nó bắt đầu mưa. Đó là mình dùng chữ directly. Directly when we, I mean when had we. Mình đảo ngược cái trợ động từ. Đây là một cái cách nói rất là hay nếu mà để cái trợ động từ ở phía trước. Okay. Đó. Nhưng mà ở trong bài thì nó có chữ đan, thành ra câu thứ nhất, câu thứ ba và câu thứ tư sai. Okay. Rồi bây giờ tiếp tục. Các anh chị hiểu rồi phải không? You know what I'm talking about, right? Okay, cảm ơn. Yeah, please answer me yes or no. I just make sure that it makes sense to you, okay? Let a man be whatever, however. Oh, I give you the answer. No matter so rich, he shouldn't live an ideal life. Okay, next one. Bỏ câu đó đi. Cái ever so nghĩa là gì các anh chị? Câu này mình sẽ chọn cái ever. Câu này dịch sao ta? Câu này, câu số 2 đúng nha, ever. Let it be, let a man be, nghĩa là gì? Phải hiểu mới được, phải hiểu mới được. Ideal life là một cuộc sống nhàn hạ đó. Câu đúng là ever, tụi mình cho các anh chị cái answer rồi. Ever. Ever so có nghĩa là very. Okay. Là rất. Câu này có nghĩa là một cái người đàn ông mà một cái người mà rất là giàu. Ở man đi là không cần nói là đàn ông đàn bà gì hết trơn á.
Dạ, có nghĩa là cuộc đời nhàn hả, cuộc đời episode có nghĩa là very. Câu này dịch sao chị mi không biết dịch, nhưng mà chị mi hiểu ever and so là nhàn hả, I mean là rất, ever so là rất. Một cái người mà một một ý mình nói là muốn giàu có thì các anh chị phải làm việc cực nhọc. Okay. Ý nói câu này như vậy đó. Anh chị muốn làm giàu thì các anh chị phải phải chung vô bếp. Ok, muốn ăn thì phải chung vô bếp, muốn giàu thì phải. Dạ, các anh chị hiểu rồi phải không? Các anh chị cà tửng. Các anh chị đòi có tiền giàu quá quá mai, các anh chị đẻ một điều gì đó, I don't know. Cái này ý nói gì vậy á, ok phải không? Nhiều khi mình phải hiểu chạy chạy như vậy á, ok, hiểu chạy chạy như vậy chứ dịch từng chữ không được, dịch từng chữ rõ ràng tiếng Việt thì mình không biết. Ok. Và muốn ăn phải lăn vô bếp, muốn giàu thì phải làm việc chứ không phải sống cái tửng rồi tự nhiên nó giàu, thấy không? Ba mẹ cũng vậy nữa, ba mẹ giàu cũng bắt mình phải làm việc cưng cưng chứ cũng bắt mình phải làm việc tập cho nó quen, phải không? Đấy. Ok, now this one. Cái câu này hay nè, câu này có cái thành ngữ tiếng Việt nè, miếng trời khơi trời mây trắng, các anh chị mới đọc. We can no more most much little live without sleep than without food. Chúng ta không có thể chúng ta có thể Yeah, no more. Câu này đúng. More đúng. Nhưng mà câu này dịch sao các anh chị? Cái này là chúng ta nên ngủ hay là nên ăn? Thí dụ như là các anh chị đang buồn ngủ và các anh chị đang đói bụng thì các anh chị nên nên ăn hay là nên ngủ? Hả? Very good, Sarah Tường Vi. Dịch như vậy đúng rồi đó. Thường thường khi mà các anh chị đói bụng với lại các anh chị buồn ngủ thì cái gì nó xảy ra? Các anh chị ngủ hay là các anh chị ăn? Hả? Yeah, mình ngủ. Phải không? Các anh chị buồn ngủ rồi các anh chị lăn ra, các anh chị ngủ liền. Phải không? Nhiều khi cơ thể mình đói bụng mình có thể chịu đựng được, nhưng mà buồn ngủ ngoại trừ khi nào mà mình bị tra tấn hay là có người ngồi kế bên cứ lai mình hoài không cho mình ngủ á. Khi mà các anh chị buồn ngủ là các anh chị không có chịu đựng được, ngủ hồi nào không có hay, mình không có thể control cái mind của mình, nó không còn control được nữa. Tại vì khi mà mình buồn ngủ là cái mind của mình nó ngủ luôn, nó không có chịu làm việc nữa. Right? Thành ra tự nhiên mình lăn ra mình ngủ. Còn khi mà mình đói bụng á, mình có thể mình control cái đói của mình được. Các anh chị đồng ý hôm nay thì câu này cái nghĩa nó nói như vậy đó, hay là Sarah Thương dịch rất là đúng. Phải không? Các anh chị phải dịch vậy không? I don't know.
No more có nghĩa là không. Okay, no more có nghĩa là không. Than có nghĩa là hơn. Đấy, thành ra mình như vậy đó. Okay, now next one. Này nha, các anh chị câu này. How often did you give her money? Money. More times, the more times, more times, the more times. Hay là then, I mean, then I can remember. Bao lâu bạn cho cô ta mượn, cho cô ta tiền vậy? Nhiều lần, nhiều lần. Hơn là tôi có thể nhớ. 1 giờ 3 giống nhau hả? Oh sorry. Yeah đúng rồi, 1 giờ 3 giống nhau. Chắc một câu nó miss cái S á. Một câu nó miss cái S á. Time này có S không các anh chị? Các câu số câu số. Yeah. Câu số 3 không có S. I think. Câu số 3 không có S. Let me correct my text first, okay? Thứ hai mình cho cô ta tiền, thứ tư mình cho cô ta tiền, thứ sáu mình cho cô ta tiền, có nghĩa là mình cho cô ta 3 lần đếm được 1 ngoài 3. Đấy, and đã có S. Okay. Nếu times có S thì the more times. Mình không có thể nói the more times được. Tại vì cái the đó là xác định. Thành ra ở đây mình nói more time, mình đâu có biết bao nhiêu lần. Mình biết có thể đếm được nhưng mình đâu có xác định được bao nhiêu lần. Đúng không? Thành ra câu số 2 sai. Câu thứ 3 sai, không có S. And câu thứ 4 cũng sai luôn, không có S mà không ai dùng chữ the. Right? So more times. Câu thứ nhất đúng. Okay, next one. Câu này nha, câu này. Từ từ, take it easy. Are you going so soon? Won't stay with us. A little, just longer. Hello, English Tiger. Bạn sẽ rời trong chốc nữa hả? Bạn sẽ rời so soon là chốc nữa hả? Nghĩa là 1 phút, 2 phút hay là đang rời đó. Không có ở lại giống chúng tôi một ít lâu nữa hả? Ok, câu nào đúng các anh chị? Little. A little. Ok. Cái nào có? Cái nào có nhiều hơn? Little. A little. Không có ai nói adjust nha. Adjust là cái gì? Just thôi chứ không có adjust. Yeah, a little. Cái này là như là mình gần như là năn nỉ phải không? Cái little gần như là không có, còn a little là nó có nhưng mà nó có ít. Okay. Thành ra cái câu số 1 là sai phải không? Câu số 3 là just. Chị, nếu mình dịch tiếng Việt thì nó không có make sense at all. Bạn không có ở lại chúng tôi chốc lát nữa hả? Bạn không có thể nào ở lại chúng tôi một ít một ít lâu nữa hả? Phải không? Phải không? Một ít lâu hơn hả? Để thấy gì? Câu số 3 đó là chỉ lâu hơn hả?
Dạ một chút nữa hả? Dạ mình nói gì đó một chút nữa hả? Very good, male and angel. Thành ra chữ just longer không ai nói just longer hết trơn. Còn a just longer là càng sai nữa, cũng không ai nói gì vậy. Thấy không? Thành ra câu thứ ba, câu thứ bốn sai. Còn little, a little, tiếng Việt cắt nghĩa rồi, little là gần như không có. Còn a little là có, mặc dầu nó có ít. Thấy không? Thành ra câu thứ hai, nó make sense hơn. A little longer. Dạ, không thêm một chút xíu nữa hả? A little nghĩa là có, mặc dầu nó có ít, nhưng mà có hơn là cái little. Cái này chỉ mình cắt nghĩa rồi, a little, little hay là a few, few. A little là đếm được, cho danh từ không đếm được, còn few là cho danh từ đếm được. So, câu thứ hai đúng. Câu này các anh chị không được sai nha. Những cái câu này là thường thường nếu mà mình nói chuyện nhiều, mình có kinh nghiệm hay là mình đọc sách nhiều thì các anh chị trả lời liền tại chỗ luôn, không cần suy nghĩ, không cần coi cái grammar nó đúng hay sai nữa. What time is it now? Oh, it is 5 o'clock, sharp, just on time or yet. Mấy giờ bây giờ rồi? 5 giờ. Sharp, sharp là cái mũi nhọn, phải không các anh chị? Sharp là cái mũi nhọn, là chỉ có một điểm thôi. Đồng ý không nào? Sharp là một điểm thôi. Phải không? Thành ra mình nói nó thì 5 giờ. Phải không? Ngay chốc. 5 giờ ngay chốc có nghĩa là đúng 5 giờ. Phải không các anh chị? Đó, đúng 5 giờ mình gọi là 5 o'clock sharp. Còn just thì nói nó chỉ là 5 giờ, nó chỉ có 5 giờ thôi là sai, không ai nói just 5 o'clock. Ok, on time là nó là 5 giờ. On time là dịch là đúng giờ. Mình không có dịch, mình không có nói nó là 5 giờ đúng giờ, không ai nói như vậy luôn. Ok. 5 giờ đúng đúng cái thời gian mà mình cần làm cái gì đó, đâu có nghĩa này người ta hỏi mình mấy giờ thôi. Thì mình chỉ nói là it's 5 o'clock hay là it's 5 o'clock sharp. Ok. Còn yes là nó là 5 giờ, chữ yes dùng ở đây cũng không đúng nữa. Yeah, thường thường chữ yes mình phải dùng với cái thể phủ định nó đúng hơn. It's not 5 o'clock yet. Ok. Dùng cái thể phủ định nó đúng hơn. Thành ra câu số 1 đúng. Đó là đúng 5 giờ. Rồi, next one. It's 10 o'clock. It's 10:06. Cái bài đó mất tiêu hết trơn người ta. Mình qua cái phần khác. Dám delete hết trường lắm mà. Okay. Okay, now this one. Chết rồi, hai cái bài của tôi đi đâu mất tiêu rồi.
Okay, right here. Rồi bây giờ mình qua cái phần khác nha các anh chị. Mình sẽ chọn cái câu đó, mình sẽ dùng adjective hay là adverb. Hay là cái mình dùng cái thể gì. Thì thí dụ như là Tiểu My có cái câu này. Fast. The dog is getting old and cannot run it yet. Cái con chó thì càng ngày càng già. Con chó thì càng ngày càng già. And what? And nó không có thể chạy nhanh. Giờ các anh chị đặt cái câu này trở lại cho nó make sense đi. Yeah, dịch tiếng Việt là như vậy đó. Giờ các anh chị đổi ra tiếng Anh đi. I mean, tiếng Việt là cái nghĩa nó như vậy đó. Nó không có thể chạy nhanh như nó đã từng chạy. Có nghĩa là nó không có thể chạy nhanh như trước. Bắt đầu khóc rồi. Làm đi các anh chị đó, dịch cái câu của Trang Nguyễn đó. Con chữ fast đâu? Con chữ fast đâu? Gần đúng rồi đó. Gần đúng rồi đó, no star. Chữ fast để chỗ nào? Dịch cái câu của Trang nó, con chó thì càng ngày càng già, nó và nó không có thể chạy nhanh như là nó đã từng chạy. Very good, Le Soleil. No. Fast là trạng từ, cũng là tính từ. Đúng không các anh chị? Đâu có fastly đâu, fast mà. Chẳng từ là fast luôn phải không? No one knows fastly, right? No one knows fastly đâu. Fast là vừa là tính từ vừa là chẳng từ phải không các anh chị? Yeah, fast vừa là tính từ vừa là chẳng từ. Okay. Yeah, thành ra mình sẽ nói là and actually cái câu này trong sách nó cũng hơi sai. And he cannot, okay? And he cannot. Mình không có thể dùng cái động từ mà nó như vậy được. Nó không có parallel đó. And he cannot run it. And he cannot run as fast as he did. Phải không? Rồi câu kế nhờ. Yeah, mấy câu này nó hơi khó tí xíu. Nãy Tiểu My nói rồi mà, đầu giờ nói rồi mà. Từ dễ tới khó, từ khóc, từ cười tới khóc. Well, and play volleyball. I'm not better than Joy. Nó này nó nghe lại lại vậy ta. Khi Tiểu My soạn bài không có giờ coi lại. It's not chứ không phải là if not nha. I think I misspelled it. It's not better than Joy. Thôi forget câu này đi, câu này nó bị crooked.
Bỏ câu đó đi các anh chị please. Câu này nha. Nghĩa là các anh chị đặt câu lại cho nó có nghĩa rõ rệt. Rewrite the sentence. Okay. With the clearly meaning, which is country, Germany or France? It not as well. It is. Okay, it is. It is. Ok, câu này nha các anh chị. Which country which is larger country? Đặt lại cái câu, không có được bỏ. Đặt lại cái câu. Rewrite the sentence. Ok. Very good. Which is the larger country? Germany or France? Yeah, which is the larger country? Germany or France? Cái quốc gia nào lớn hơn? Germany hay là France? Right? Which is the larger country? Tại vì mình có nhấn mạnh Germany hay là France, mình có nhấn mạnh, thành ra mình để chữ L vô. Ok. We see the large country. Ok, next one. Câu này nha. Yeah, câu này. Small. If you don't like the blue coat, take the red one. Okay, but do you have size in blue? This one is a bit loose for me. Nhỏ, bạn không có thích cái áo màu xanh thì lấy cái áo màu đỏ đi. Ok, nhưng mà cô có cái cỡ size màu màu xanh hay không? Cái màu đỏ này đó thì nó hơi rộng chứ tôi. Cái okay, a bit loose có nghĩa rộng đó, loose là có nghĩa là nó hơi rộng với tôi. Oh, which one is your? Which is the large country? Hay là which country is larger? Between. Ok, không có được thêm chữ. Không có được thêm chữ, thêm được nhưng mà thêm ít ít thôi. Cái country nào thì lớn hơn? Between the Germany and France cũng được, nhưng mà mình nói làm chi cho nó rắc rối vậy, phải không? Mình nói làm chi cho nó thêm chữ nó rắc rối như vậy. Right? Rồi bây giờ các anh chị bỏ cái chữ small ở đâu đi. Chữ small này để vô đâu các anh chị?
If you don't like the blue coat, take the red one. Okay, but do you have? Yeah. Do you have the smaller sign? Không? Smaller. Có cái sign nào nhỏ hơn ở trong cái có cái sign nào nhỏ hơn màu xanh hay không? Có một cái size nào nhỏ hơn, mình xác định cái size nào, size 5, size 6. Ví dụ cổ đang đưa mình size 8 thì mình hỏi có cái size nào nhỏ hơn, mình xác định the, right, the smaller size. Size 5 hay là size 6 hay là size 7, phải không? Xác định cái size nào rồi. Right? So the smaller size in blue. Yeah, that's right. Okay. Cái gì xác định thì các anh chị để chữ the vô. Okay, next one. Okay, cái này sao nó kỳ cục vậy nào? I don't know. Yeah, this one right here. Someone calling me. Chúng mình phải check lại, nhiều khi chúng mình soạn bài chúng mình không có coi lại, hình thành nó sai các anh chị. Ok, câu này nha. Câu này nha. A, the great voice, how beautifully that lady sings, I have never heard. Oh, he's not here yet. Chạy đau bụng rồi. Cái người phụ nữ đó hát rất là hay. Hát hay làm sao? Cái này mình dịch như vậy. Cái người phụ nữ đó hát hay làm sao đó? Tôi chưa từng nghe nghe tôi chưa từng nghe cái gì đó. Câu này điểm gì là nó hơi rắc rối. Beautifully and good gì nữa, đâu có, tôi chưa từng nghe bao giờ. Tôi chưa từng nghe một cái giọng tốt bao giờ. I have never heard, cái này điểm gì bị thiếu cái gì đó. I have never heard a better voice, phải không? Phải không các anh chị? A better voice. Tôi chưa từng nghe một cái giọng tốt như vậy đó. Right? I have, như tiếng Mỹ thiếu thiếu cái gì á? Dạ, thiếu chữ voice thì phải. Nghe tiếng Mỹ sửa lại trong bài mới được. Dạ, thiếu chữ voice. I have never heard a better voice. Ok, câu này nha. Câu này. Tại vì tiếng Mỹ thiếu nên bỏ qua câu đã đi. Which good? Wait, do you think taste? The beef or the pork? I mean the pork.
Cái thịt bò hay là thịt heo, thịt nào anh nghĩ ăn ngon hơn? Phải không? Mình dịch như vậy phải không? Cái thịt bò với thịt heo, cái thịt nào mà bạn nghĩ ăn ngon hơn? Yeah, I like beef. So, làm câu này đi các anh chị. Để cái chữ good ở đâu? Đâu có ai nói which good đâu. Đâu có ai nói which good đâu. Which do you think taste là được rồi. Which do you think taste là được rồi. Phải không? Rồi mình chỉ thêm cái chữ good vô thôi. Which do you think tastes better? Hey, tastes better. Tại vì mình đang so sánh hai mà, thịt bò hay là thịt heo, phải không? Mình đang so sánh hai mà. Thành ra mình phải dùng cái comparative, phải không? I mean comparison, phải không? Mình dùng cái thể so sánh hơn, phải không? Yeah, tastes better. Francis Phương đúng. Right, the beef or the pork taste had I mean better. Ok, tiếp tục nha. Ok, câu này nha. It's always difficult, I mean difficult being in a foreign country if you don't speak the language. Especially, basically, I mean basically, extremely and naturally. Nó thì rất là khó để ở trong một cái quốc gia ở ngoài quốc á, Khái mình dịch như vậy đó. Đặc biệt hay là basic collie là gì các anh chị? Và nhất là khi okay, nhất là nếu nếu mà bạn không có nói được cái ngôn ngữ của cái nước đó, especially, right? Especially. Naturally, naturally là thông thường, extremely gì là gì ta, là serious á, trầm trọng. Okay, phải không? Extremely là không phải trung bình mà là extreme, là rất là trầm trọng đó, nghĩa là rất là so bad đó. Okay, nhưng mà ở đây mình không có nói extremely, nghiêm trọng đi, và nghiêm trọng đó. Cực kỳ nghiêm trọng nếu mà bạn không có nói cái tiếng ngôn ngữ. Nhưng mà ở đây mà mình dịch mình thấy làm chữ extremely là nó so serious rồi. Có nhiều người sống ở nước ngoài họ đâu có cần nói tiếng tiếng của nước đó đâu. Nói tiếng Việt cũng được mà, cũng sống như thường đâu, chết đâu, phải không? Thành ra mình dùng cái chữ extremely là không có hẳn. Especially cũng được rồi. Right? Basically là dịch sao ta? Thông thường phải không? Thông thường. Và vẫn sống nhăn răng. Có nhiều người ở bên Mỹ, nhất ở bên California đó. Everything we almost speak Vietnamese. We communicate by Vietnamese, everything. Đi bác sĩ cũng bác sĩ Việt Nam. Đi đâu cũng gặp Việt Nam hết trơn, hay đâu cần nói tiếng Mỹ đâu. Cần nói tiếng Mỹ đâu. Đấy, nhà băng cũng có Việt Nam. Ở bên California đó chỗ nào cũng có Việt Nam hết trơn. Business cũng của Việt Nam luôn. Khổ thì thôi. Ok, next one. Sau đây mình sẽ dùng cái especially. Rồi câu này nha các anh chị. Câu này.
The machines is getting old and cannot run so fast than a fast is. So faster is, as faster as it did. Yes, câu số 2 đúng. Không có anh ấy. So fast than. So fast là rất là nhanh hơn. Đúng không? Ở đây không có cái sự so sánh hơn ở đây. Đúng không? Đâu có so sánh hơn cái gì đâu. Nói về cái máy thôi mà. Đâu có nói cái máy này với cái máy kia đâu. Cái máy thì nó càng ngày nó càng cũ và nó không có thể chạy nhanh như nó chạy lúc trước. Thấy như vậy. Và so sánh bằng mà. Đấy, chứ đâu có so sánh hai cái máy đâu. So câu thứ hai đúng, a fast a. Còn câu thứ ba sai, faster than. Chứ không có a được. Còn so fast a được nha các anh chị. A fast a hay là so fast a được. Nhưng mà không có so faster is. Hay là a faster is. Okay. So sánh bằng thì mình không có cái chữ er. Đấy, thành ra câu số 3, câu số 4 sai luôn. Ok, next one. Yeah, câu thứ 2 đúng, a fast a. Now this one. Things didn't go smoothly, I mean smoothly than, hay là smooth as, hay là so smoothly as, hay là as smooth as we had expected. Cái sự việc thì nó không có xảy ra một cách tốt đẹp á, trôi chảy đó. Và smoothly là trôi chảy, dịch nó đúng hơn, không có trôi chảy như chúng ta mong đợi. Hay là câu nào đúng các anh chị? Yeah, cái này là so sánh bằng. Phải không? Cái này là so sánh bằng. And cái này nó sẽ là adverb, chứ không phải là adjective. Phải không? Mình thấy cái sự việc đó không, Francis Fur? Mình thấy cái sự việc đó không? Thấy không, Francis Fur? Thấy phải không? Mình thấy mình mới biết là nó xảy ra một cách trôi chảy phải không? Thành ra động từ to go ở đây nó là action. Và khi mà nó là action thì nó cần một cái adverb. Thấy không? Chứ nó không phải là adjective. Right. Yeah, mà mình phải tưởng tượng cái động từ nó có action hay không, nó có nhúc nhích hay không. Sự việc trôi chảy có nghĩa là mình lại mình deal với cái người đó cho mình cái good deal, hay là mình mua một cái món hàng rất là rẻ cho cái điều mà mình đang cần, khá như vậy. Okay. Yeah, it's okay. Tiểu My chỉ chia sẻ vậy cho các anh chị khác biết rõ hơn, theo chứ không phải Tiểu My bắt lỗi Francis đâu. Okay. Tiểu My chỉ cắt nghĩa khi nào mình dùng cái adjective and khi nào mình dùng cái adverb. Okay. Rồi ở đây các anh chị chọn câu nào? Tiểu My thấy different answer. 3, 4, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, chắc cả lâm luôn quá. Cả lâm luôn quá. So đây mình cần một cái adverb. Phải không các anh chị? Và cái adverb nó sẽ là smoothly. Okay. Smoothly. Thành ra câu thứ nhất sai. Smoothly done. Đâu có ai nói smoothly done đâu. Smoother, right? Đâu có smoother, right? Câu thứ nhất sai. And câu thứ hai thiếu cái chữ S. Okay.
So sánh bằng thì phải A, so something then A. Câu thứ hai sai. Còn câu thứ ba thì đúng rồi, mới nói tại mình cần cái adverb ở đây. Câu thứ tư sai là tại vì nó là adjective. Chưa, câu thứ ba đúng. Ok, câu này nhờ. Nốt dùng sô được mà cô, bằng nốt dùng sô là gì thì mình không hiểu. Give me an example then. Emily seems to like this place. Yes, she is almost as happy. Is happy at home. Is almost happy. Almost happy A here. Is she at home? Nhưng mà mình coi ở trong cái câu nó có chữ so không? Nó đâu có chữ so đâu, mình dùng chữ oh, so smoothly is để tìm mình mở cái bài ra lại. Hold that one, ok. Khi nào dùng chữ so, nó có khi nào dùng chữ so nha. Nhưng mà bây giờ mình đang làm cái yes, that's right. Mình đang làm cái câu này làm cho xong đi rồi Tiểu My mở lại cái bài cho các anh chị. Khi nào mình dùng chữ so chấm 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 is, and khi nào mình dùng chữ a chấm 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 is. Ok, đợi một chút xíu. Ok, rồi làm câu này trước đi please. Emily thì dường như không thích cái nơi này. Dạ, cô ấy thì hầu như là vui vẻ. Cô Emily thì dường như thích nơi này. Dạ, cô ta hầu như là cũng vui vẻ như là ở nhà. Ok, mình dịch như vậy đó. Cũng vui vẻ như là ở nhà. Thì mình nghĩ câu thứ nhất đúng. Cô ta thì hầu như là vui vẻ. Cô ta thì hầu như là she is almost a happy here as she at home. Hầu như là vui vẻ như là ở nhà. Còn câu at here, không có ai nói at here nha. Here, she is here. Chứ đâu có nói she at here đâu. I am here. Mình đâu có nói I'm at here đâu. Hay là câu số 2 có chữ at là không đúng. Oh, she a happy at home. No, I'm sorry. Câu thứ 2 nó như gì nè? Yes, she is a happy at home. Phải không? Here. Các chị phải thế những cái chữ đó vô cái line đó. Câu thứ hai sai nha. Câu thứ hai nó nghĩa là như gì nè? She is a happy at here. Sao vậy? Đánh cái tay để sai vị trí hoài. Cái câu này nó đâu có make sense đâu. Oh, thiếu chữ A nha. She is a happy at here, a she at home. Đúng không các anh chị?
Không có ai nói là adhere hết trơn. At home thì được mà không ai nói là adhere hết trơn. She is happy here. Phải không? Thành ra câu thứ hai có cái chữ adhere là sai. Phải không các anh chị? Các anh chị hiểu rồi phải không? Thành ra câu thứ hai sai. Is almost is almost as happy. Còn câu thứ ba là mình double cái chữ, phải viết ra cái câu yes she is a almost happy here as she at home. Câu thứ tư, yes, she is almost happy as here as she at home. Câu thứ tư là mình so sánh cái here ở đây là cái now. Giữa chính giữa cái as and a nó phải là một cái adjective hay là một cái adverb. Thành ra câu thứ tư sai, phải không các anh chị? Ok, tiếp tục nè, không ai trả lời thì tiếp tục. Difficult. Ngữ câu này như thiếu. Như cái bài này tiếng mình soạn không có gớt là như nó bị thiếu gì. The teacher doesn't think English is. Ok, bỏ câu này đi. Ok, câu này nha, câu này. Câu này nha. She is happy at here. Thì tiếng Mỹ nói câu đó sai, đúng rồi. Không có ai nói at here hết trơn. Here chứ không có chữ at ở đó. Ok. Vivian is the most famous scientist alive, living, lively, or life. Hay là love. Vivian là cái nhà bác học nổi tiếng nhất còn sống. Ok, còn sống, phải không? Yeah, living. Living nó là living ở đây nó sẽ là một cái children, phải không các anh chị? Children thường thường nó đóng vai trò làm noun. Mà ở đây mình cần một cái gì? Một cái adjective phải không? I mean một cái adverb phải không? Hay là adjective phải không? Đây mình cần một cái adjective hay là một cái adverb. Nó hỏi tiếng gì nói thêm nha, trả lời thêm. Ở đây mình cần một cái adjective. Tại sao vậy các anh chị? Yes, tại sao mình cần một cái adjective? Alive là adjective. Tại nó nhấn mạnh cho cái scientist ở phía trước. Nó nhấn mạnh cho cái danh từ ở phía trước. Vivian is alive. Có phải chữ alive ở đây là adjective không? Mình bỏ mấy cái lòng thòng đi. Mình nói một cái câu affirmative, một câu xác định đi. Vivian is alive. Có phải alive là adjective không? Phải không nè? Thì vẫn còn sống, phải không? Thành ra cái trường hợp này alive cũng là adjective mà nó đứng ở phía sau một cái danh từ để nó nhấn mạnh, khi để nó nhấn mạnh cho cái danh từ đó. Vivian là một cái nhà
một cái nhà bác học mà vẫn còn sống. Nhà bác học đó thế nào? Ồ, nhà bác học đó vẫn còn sống. Khi Yeah, cái adjective lúc nào nó cũng bổ nghĩa cho danh từ hết trơn, nó không bổ nghĩa cho tiếng nào khác hết. Đúng không? Nó bổ nghĩa cho danh từ hoặc là nó đứng sau cái động từ to be. Right? Trường hợp này nó bổ nghĩa cho cái danh từ scientist chứ nó không có bổ nghĩa cho cái động từ is. Okay. Rồi tiếp tục nha các anh chị. We hurry then. Okay, I'm going to move fast now. Có mấy cái bài rồi. Yeah, right here. Nên mình cần hai câu trả lời nha. One right here. Yes, the old man lived in a lone cabin hay là lonely cabin, cabin hay là lonely cabin, but he didn't feel alone hay là feel lonely hay là feel lonely hay alone. Câu 2, câu 3, câu 3, câu 1. Chăn hồi cả lắm quá. Alone có nghĩa là hai câu này khác nhau chỗ nào các anh chị? I am alone. Yes, nó khác nha các anh chị. Cả hai đều là adjective. Okay, cả hai đều là adjective. I am alone. I'm lonely. Có nghĩa là cái câu đầu có nghĩa là ở trong nhà chỉ có một mình tôi hả? Okay. Ở trong nhà chỉ có một mình tôi hả? Còn câu thứ hai là trong nhà nhiều người. Okay, các anh chị hiểu vậy là được rồi. Câu thứ nhất là trong nhà chỉ có một mình thôi. Còn câu thứ hai là trong nhà có nhiều người nhưng mà mình feel lonely. Các anh chị không? Hiểu rồi phải không? I love by myself. Bằng cái gì các anh chị? Hả? I love by myself. Okay, I just separate by between by and myself. Có nghĩa là gì? Yeah, có nghĩa là I am alone. Okay, tôi sống một mình. Okay. Không có ai nói I live alone hết trơn nha. I live by myself là tôi sống một mình. Rồi, con chỉ hiểu cái alone với lại cái lonely rồi, right? Bây giờ mình trở lại cái bài tập. Nên chị chọn câu nào nè?
cái người đàn ông lớn tuổi thì sống ở trong một cái nhà bằng gỗ, cabin là một cái nhà bằng gỗ, hay là cái nhà không hẳn là cái nhà mà cũng là cái nhà. Alone hay là lonely? Alone hay là lonely? Alone hả? Lonely chứ không phải alone nha. Lonely có nghĩa là cái cabin thường thường là một cái nhà ở trong rừng, gọi là cái cabin. Ok, gọi là cái cabin, cái nhà đó rất là lonely, có nghĩa là không có cái nhà nào khác nữa. Cái nhà đó như nó bị abandoned vậy đó, anh chị hiểu không? Bị abandoned đó, bị bỏ rơi đó, không có ai biết tới đó, gọi là a lonely cabin, chứ không có nói nó không có ai nói là a long house hết trơn đó. Các chị có từng nghe cái chữ alone house không? Đâu có ai nói I'm living in a alone house đâu, phải không? Nghĩa là cái nhà đó cô độc, một cái nhà cô độc, có nghĩa là cái nhà đó không có ai biết tới hết trơn á. Ok, phải không? Có nghĩa là bị bỏ rơi phải không các anh chị? Đó là nói theo sự việc, sự vật. Còn nói theo người ta thì có nghĩa là cô độc. Các anh chị đồng ý không nè? Right. Thành ra đây mình phải dùng cái chữ lonely nó mới đúng. Ok. Rồi, cái câu thứ hai, but he didn't feel cũng lonely luôn, phải không? Nhưng mà cậu ta không có cảm thấy là bị bỏ rơi, có nghĩa là cậu ta không có cảm thấy bị cô độc, phải không? Cô độc là không ai thèm nói tới mình hết trơn. I feel so lonely, phải không? Tôi cảm thấy như là tôi bị bỏ rơi, tôi cảm thấy bị cô độc, cô đơn, phải không? Yeah, thành ra câu số 4 đúng. Ok, câu số 4 đúng. Lonely house and lonely, feel lonely. Ok, now next one. Câu này đi, câu này cần phải có cái period. Yeah, cần có cái period nó mới make sense. Khi câu này nha các anh chị. Of the two boys, the child choose the least beautiful, the one most beautiful, the less. Beautiful and the most.
như ai giật mic của chúng đi phải không? Ok, các anh chị chúng mình nói lại nè. Giữa hai cái cậu đó, cậu trai đó, thì đứa trẻ chọn the less beautiful là đẹp ít nhất. Ok, ít đẹp nhất đó, mình dịch là the less beautiful là ít đẹp nhất. The one most beautiful là một người mà đẹp nhiều nhất, right? Đẹp nhiều nhất. Cái đầu tiên là đẹp ít nhất, cái thứ hai là đẹp nhiều nhất, cái thứ ba là đẹp ít hơn. Ok, và cái thứ tư là đẹp đẹp nhiều nhất của tụi nó, phải không? Dịch như vậy phải không? Rồi chưa gì hết đã mở cái trivia rồi. Thành ra các anh chị chọn câu nào nè, các anh chị chọn câu nào? Gà mờ đó mất tiêu rồi. Gà mờ, gà mờ. Milky trivia cho chị mình đi please. Thì các anh chị chọn câu nào nè? Dĩ nhiên là cái đẹp rồi đó, cậu ta chọn cái đẹp rồi đó. Câu thứ nhất á là cậu ta cái chữ less beautiful là so sánh nhất phải không? Giữa hai thì mình không có được so sánh nhất, thành ra câu thứ nhất sai. Mình phải so sánh hơn chứ mình không có được so sánh nhất. Tại giữa hai người. Câu thứ hai, the one most beautiful. Most beautiful cũng là so sánh nhất, phải không? Right? Mình không có được so sánh nhất, tại có hai thôi. Thành ra câu thứ hai sai. Câu thứ tư cũng sai luôn. Ok, thành ra chỉ còn câu thứ ba là đúng. Phải không? Less là so sánh hơn, ít đẹp hơn. Mình dịch như vậy đó, ít đẹp hơn. The child of two, the less beautiful. Ok, đó là câu thứ ba. Yeah, nhiều khi. Ok, what time is it? Rồi, this is the last one, ok, câu cuối cùng. Nhớ nha các anh chị, giữa hai thì mình phải so sánh hơn, còn ba hoặc là nhiều hơn thì mình mới so sánh nhất, ok. Rồi, câu này, last one. Thì câu thứ ba đó, the less beautiful. Less là ít hơn, more là nhiều hơn, most là nhiều nhất, less là ít nhất, ok. Now next one, if a customer had to choose between two products, he, she would say the one of high quality was better choice, the better choice, the good choice, or the bad choice, the best choice. Các anh chị chọn lẻ đi, chọn câu nào? Ok, bây giờ coi lại nha. Câu số 1, better, worst better choice. Ở đây nó có xác định không các anh chị? Nó có xác định chưa? Nó có xác định chưa? Mình biết cái product nào chưa? Biết chưa? Biết rồi, đó không? Không biết sao mình biết nó có hai, right? Mình biết rồi, phải không? The two products, right? Biết rồi. Thành ra khi mà mình cái gì nó đã xác định rồi, mình phải dùng chữ the, phải không? Thành ra câu thứ nhất không có chữ the là sai. Câu thứ hai dường như là đúng, phải không? Và câu thứ ba là good, là ở cái thể mà positive, là cái thể ngang ngang, không có so sánh hơn, so sánh nhất gì hết trơn. Mà này mình bây giờ mình đang so sánh hơn mà, phải không? Mình đang so sánh hơn là hai mà. Thành ra câu thứ ba sai luôn, không phải là good, phải không? Rồi câu thứ tư là the best là sai luôn, là tại vì the best là so sánh nhất, phải không?
Anh đã rốt cuộc lại câu thứ hai đúng, the better. Right? So câu thứ hai đúng. Ok, một câu nữa nha, mình còn 2 more minutes. Nhớ nha các anh chị, hai thì phải là so sánh hơn, còn ba hoặc nhiều hơn thì mới so sánh nhất. Cái này mà các anh chị mà sai đó nha, ok. Các chị sẽ bị trằn trọc nguyên đêm, tại vì nó quá dễ mà mình làm sai là mình ấm ức, biết không, ấm ức ngủ không được. Okay. The teachers in white is the handsomest, the handsomer, handsomer, handsomest of the two. Ai mà sai nha. Tính nói là tính nói cho cái má lên đầu. Cho Trang mà thấy người đẹp không nên làm như vậy. Ok. Sao bó tay dễ ẹt. Bây giờ coi câu nào nha. Mình chọn một câu đúng thôi. The teacher in white. Cái người thầy mà mặc cái áo trắng á, okay, is of the two, nghĩa là mình chỉ so sánh hai người thôi, phải không? Một người mặc áo trắng, có thể người kia mặc áo đen, mà mình chỉ nói về cái người áo trắng thôi. Đấy, cái người thầy thì mặc áo trắng á, thì đẹp trai, đẹp trai trong hai người thầy, thấy không? And that they có hai thì mình phải so sánh hơn. So câu thứ nhất sai, tại vì câu thứ nhất là so sánh nhất, handsome là so sánh nhất, là sai. Câu số 2, the handsomer. Ở đây xác định chưa các anh chị? Xác định chưa? Xác định chưa? Rồi. Tại vì mình biết rõ ràng một người áo trắng, một người áo đen hay whatever, I don't know. Nhưng mà chỉ có hai thôi. Thành ra xác định rồi thì mình phải có chữ the, phải không? Và so sánh hai, thành ra dường như câu thứ hai đúng, phải không? Câu thứ ba handsomer cũng đúng, tại so sánh hơn, nhưng mà nó thiếu cái xác định là chữ the, right? Thành ra câu số 3 sai luôn. And câu thứ tư sai dữ nữa, tại câu thứ tư là so sánh nhất, the handsomest, đấy. Thành ra tóm lại là câu thứ hai đúng. Okay. Đợi phân tích. Yeah, cái vấn đề là làm sao phân tích cho các anh chị thấy. Right. Nghĩa là làm sao các anh chị phải tâm phục khẩu phục, đồng ý với Tiểu My mới được. Right. Cái khó là ở chỗ đó đó. Yeah, that's the way people think. People talk. Handsome có phải là tính từ không, Trang? He is handsome. Có phải là tính từ không? Phải không? Yeah. Thì tính từ hoặc là trạng từ mình được quyền thêm er hay là est. Có chữ the là tại vì mình xác định hai hai người rồi, mình biết hai người nào rồi. Cái người in white và một cái người kia người ta không muốn mention, nhưng mà mình cũng biết là người ta nói về hai người nào. Thành ra khi mà tính từ hay là trạng từ mình được quyền thêm chữ er cho so sánh hơn hoặc là est cho so sánh nhất. Thành ra homer không có gì sai hết trơn, handsome không có gì sai hết trơn. Tại handsome là tính từ. Ok. Ok, more handsome phải có chữ than. Ở đây không có chữ than thì mình handsomer mình được quyền mình thêm cái er. Handsomer cũng là một cái danh từ hay là một cái tính từ cũng được. Let me double check that.
Thường thường thêm chữ er là nói về người ta đó các anh chị. Handsome. Yeah, adjective. Handsomer là adjective. The handsomer là let's see. Adjective. A good man, handsome, handsomely là chẳng từ. Handsome là adjective. Yeah, trong câu này thì nó nói mình handsome thì mình nghe handsome đúng ra là đúng rồi. Đúng ra nó chính nó cũng là adjective. Ok. Và thêm cái thì so sánh mình thêm er. A handsome man, a handsome woman. Sharp. Ok, mình chỉ chọn thôi chứ mình không có được xem lên cái câu đó nó sai cái cách so sánh. Okay, cái câu của người ta sao mình cứ làm theo đi, còn sai cái câu mình để trong bụng đi. Chị hiểu không? Các chị hiểu không? Sai hay không mình cười trong bụng đi. Okay. Right. The man in white is the handsomer of the two. Right, nó như vậy đó. Okay. Okay, and that's it for today. We late for 5 minutes. I mean, we overtime. We were overtime 5 minutes. Okay, and that's it for today. Các anh chị hết rồi. Cái bài tập nó còn rất là nhiều. Các anh chị muốn tuần tới mình làm tiếp hay không? Hay là mình qua bài mới? Cái bài tập về adjective and adverb. Hả? Các anh chị tuần tới muốn làm tiếp? Hay là mình qua bài mới? It's up to me. Bài nó chưa hết nhưng mà cái giờ nó hết rồi. Cái giờ nó hết giờ rồi. Time is up. Okay. Vậy tuần tới làm tiếp phải không? Tuần tới chứ không phải bữa nay. Bữa nay that's it. Okay. Cái bài tập về adjective and adverb này còn rất là nhiều, còn cả trăm câu luôn á. Anh chị muốn tuần tới làm tiếp hay là tuần tới học bài mới? Lúc nào cô Đà Lạt xong xuôi rồi mới vô. Đi ăn tiệc là cô Đà Lạt lỗ rồi. Ok, tuần tới làm tiếp phải không? Tuần tới chứ không phải ngày mai nha. Ngày mai mình học cái khác. Trong room này với Tiểu My đó, thứ hai, thứ ba thì mới học grammar. Còn thứ tư, thứ năm thì mình học basic English. Học nói, học đọc, học nghe, học viết, học hiểu. Là thứ tư với thứ năm. Ok. Và mỗi ngày từ 8 giờ tới 11 giờ giờ Việt Nam. 8 giờ tối nha, 8 giờ tối tới 11 giờ giờ Việt Nam. Oh, I'm hungry. Học cho bài. Không có cái giờ grammar tụi mình không có phát bài cho các anh chị nha. Tại vì phát bài mà các anh chị chưa nghe cái phần cái kiểu mi cấp nghĩa thì các anh chị cũng không hiểu anyway. Ok, tại tại grammar nó rất là khó. Phải cần có người giải nghĩa, có người cắt nghĩa các anh chị mới hiểu được. Nên phát bài cho các anh chị cũng vô ích. Khi nào các anh chị vô room, Tiểu My chia sẻ tới đâu, các anh chị copy and paste tới đó. Rồi các anh chị có thể ghi take note, ghi chú thêm những cái gì. Ok, chứ không có phát bài. Okay. Đó là giờ grammar. Còn ngày thứ tư, ngày thứ năm thì Tiểu My có thể phát bài cho các anh chị. Bài ngày thứ tư, ngày thứ năm là mỗi mỗi lần mình học một đề tài. Okay. Mình sẽ tập đọc, tập viết, tập nghe, tập hiểu, tập nói về cái đề tài đó. Thì Tiểu My sẽ phát bài. Okay. Đề tài thí dụ như Tiểu My trả lời cho mình. Ví dụ như mình đang học về đề tài gì các anh chị? Về bệnh tật và đi bác sĩ, phải không? Về bệnh tật và đi bác sĩ.
Em có một cái đề tài cũ xì mà mình chưa xong, đó là đề tài job interview. Okay. Cái đề tài này cần các anh chị phải hợp tác với tụi mình mới được job interview. Đề tài này cho thêm tháng nữa đi. Ngày mai mình sẽ học tiếp cái đề tài bệnh tật và đi bác sĩ. Okay. Right, and that's it for today. And I'll see you tomorrow then. Em chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon nha. Em chúc các anh chị khác một ngày một đêm Việt Nam vui vẻ. Em trả mai lại cho thầy Gamer nha. Giờ 11 giờ. Take over time của thầy Gamer rồi. Ok, gửi mai cho Gamer nha. Cảm ơn các anh chị.